Nước mắm Color Man đậm đà hương vị truyền thống. Rồi giờ sao? Nói cho hơi đói bụng. Rồi bây giờ là đúng 7 giờ nha, em sẽ công bố thử thách nha. Rồi. Hiện tại ở đây là em thấy là thiếu một cái bàn. Rồi. Nếu như anh bán 100 ổ thì chắc chắn là sẽ được cái bàn. Anh phải đi xung quanh đây để xin một cái bàn, kiếm một cái bàn. À. Dạ. Rồi ở đây kiếm đâu ra bàn trời. À hiểu rồi, cái bàn biết làm gì rồi. Tại vì phải có cái bàn để sơ chế rồi các cái đó, cái gì các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ đi, mình mượn cái bàn nha bà con ơi. Ở đây có quán cà phê nè, ôi cái bàn này bàn cao quá làm sao mượn. Rồi cái quán này sang quá không biết làm sao mượn đây nè. Ủa hồi nãy không hỏi, không biết cái bàn cao bàn thấp. Bạn... Nguy quá. Thôi qua mượn cái bàn bên chỗ bánh flan đi. Mượn luôn hai cái, mượn luôn hai cái. Dạ, không có, vô mượn cái bàn. Em có thể giúp đỡ anh chút xíu được không? Dạ được. Cho anh mượn cái hai cái bàn để anh bánh mì á. Dạ được. Bánh mì giúp cho hai con chú á. Kia phải không? Ừ. Rồi, cho anh mượn nha. Thôi để anh mượn cho anh khoảng chừng tiếng khoảng 8 rưỡi anh trả lại à. Rồi lấy hai cái bàn cho anh. Không, kiếm hai cái bàn nào cũ. Trời ơi, anh mượn hai cái bàn không, vậy là quảng cáo rồi đó. Trời ơi, vậy là ta đủ biết rồi, đúng rồi. Rồi, vô tới đây là người ta biết bánh flan 16 rồi, gì nữa. Rồi, rồi, đưa anh kia, anh cầm luôn nha. Rồi, em chỉ cho anh cái nào nữa đi, anh. Ủa, có cái bàn gỗ thôi, đừng lấy bằng kiến nguy hiểm quá à. Rồi rớt bể đền chết luôn. Trời ơi, rớt không đền luôn rồi, con tiếng không đền. Chắc không? Trời ơi, anh Color Man mà đền chị không biết. Trời ơi, ui, không sao mà. Người Cần Thơ dễ thương vô cùng. Đó. Trời ơi, tao này lấy cái bàn gỗ này nó phải tiện hơn không nè. Lấy bàn gỗ không, rồi lấy bàn gỗ. Thôi bàn này đi, có gì nó đỡ, nó an toàn, nó khỏi đỡ bể. Đó. Rồi, để bể lấy tiện đâu đền, kia phía trước nó kìa, để lấy cho. Rồi, ok. Rồi sao mình khiêng hai cái bàn được? Cái này xếp là được đúng không? Được, xếp đem qua lộ phải không? Để anh xếp cho. Trời ơi, sao nó cứng ngắc vậy trời. Rồi, ok. Ồ, hay quá, cảm ơn em. Rồi thôi, tôi cầm vậy luôn cho chắc ăn đi. Rồi, là ban tổ chức, ok chưa? Ủa, ok chưa ban tổ chức? Trời ơi. Dạ được anh, không sao anh. Để em tự xử anh. Mình gọi bánh mì thêm 100 ổ nữa rồi phải không? Dạ. Rồi đang chuẩn bị ra đi dắt lát nữa livestream cái bà con tới đông lắm á. Dạ. Rồi bắt đầu nha. Rồi chú về rồi kìa. Đâu dạ, chú về bây giờ. Ôi dạ chào chú. Rồi chơi tụi con làm bánh mì nha. Rồi cố gắng đi một tiếng rưỡi đồng hồ, trong vòng một tiếng rưỡi thôi đó quý vị các bạn ơi. Rồi đây cái thịt. Trời ơi, cái muỗng nó dày quá vậy, làm sao? Rồi, ít rau, rồi. Cái nước này của cô là quần nước huyền thoại nè, quý vị các bạn. Đó, đây, cái nước này là nước huyền thoại đây nè, đó. Rồi, được, ít thôi. Còn nhiều lắm á, 100 ổ lên, coi hết hàng đó. Rồi, ok, rồi, một ổ. Bán sao, nói chung là bà con cũng ủng hộ mà, đừng có lo. Rồi, ok, rồi. Rồi, gọi thêm mấy chục ổ mì nữa đi. Hôm nay làm luôn 150 đi, đừng làm 100 nha. Từ từ. Không phải có người đọc bao nhiêu ổ? Dạ ba ổ không ớ, đầy đủ. Rồi ok. Rồi đây quý vị các bạn, mình rồi. Ok. Thôi cứ bánh mì bị trả hết nha bà con, thông cảm nha. Nếu mà nó có ít chút xíu bà con cũng đừng trách mình nha bà con ơi. Rồi thôi vậy nữa, nói chung là bà con ủng hộ mà, không sao đâu. Rồi nói thông cảm nha, ba ổ dạ. Một ổ mà mua 10.000, mua 10.000 nha. Lên đang rối. Rồi bây giờ không có theo công thức gì của bánh mì Color Man luôn á. Là cứ làm đại thôi á, cứ lộn xà ngầu hết á, chứ không có theo quy trình luôn á. Rồi pate ngon quá à. Pate của mình hả? Hay của dạ, của mình đó chú. Ồ, pate của Color Man mang xuống nha bà con. Wow. Thôi mọi thứ còn chút thôi nha chứ. Ôi, coi chân dưa leo hết. Dạ có, tay
chú. Rồi ok Phước Hồng rồi, ok đây chú. Ba ổ. Rồi hãy ai ăn ớt thì nói nha, bỏ ớt nha. Ớt đầy đủ hả? Nãy giờ chưa bỏ ớt, nãy giờ chưa bỏ ớt. Trời ơi, lát tôi bóc này, tôi bóc mắt tôi chắc tôi tiêu luôn quá. Rồi quý vị và các bạn đang xem livestream bao nhiêu người rồi? Rồi dạ xin chào quý vị khán giả nha, comment hơi lưu bu chút xíu nha, hơi rối chút tại vì có chỉ có ba người phụ thôi à. Hôm bữa thì hơi đông, hôm bữa lực lượng hơi đông, còn bữa nay hơi ít. Với lại mình cũng không muốn đông người quá đó, đông người quá thì cái thử thách mà nó đơn giản quá đúng không bà con? Đó mình phải vất vả như vậy á mới dễ thương. Rồi ok. Dạ rồi, 5 ổ. Rồi 5 ổ nha. Dạ cảm ơn anh. Rồi 5 ổ 50.000 nha, mọi người vẫn có thể ủng hộ thêm nha. Nếu mà mọi người 50.000 mà mọi người đưa 500.000 cũng không sao nha. Rồi hai bánh mì không, hai bánh mì thường. Rồi hai bánh mì không là coi như 4.000 ổ đi. Là 28.000. Trời tổng cộng 28.000 anh cho anh luôn 50. Cảm ơn anh nha. Rồi nếu lỡ ai mà không ăn ớt mà tôi lỡ bỏ ớt mọi người thông cảm giùm nha. Rồi mấy ổ đây? Một ổ nữa. Dạ. Bán chỗ này chắc là lỡ khách về khách chửi quá. Thôi mà tất cả các quý khách hôm nay đến đây là vì tất cả vì tình thương. Ưu tiên cho chị hai ổ không ớt. Hai ổ không ớt 20.000 rồi. Hãy ai mà cho thêm thì con phải nhớ nói lời với la lớn lên nha. Bởi vì bạn ơi có ai cần thương chạy tới liền nha. Trời ơi 100 ổ sao tôi bán hết đây. Không ớt. Hôm nay là tính bán thêm cho cô chú 100 ổ nhưng mà giờ chơi luôn 150 ổ. Rồi. Rồi 2 ổ ha. Rồi có ai chạy đi mua thêm 50 ổ nữa đi. 2 ổ, 1 ổ không ớt, 1 ổ có ớt. Anh cho 30.000. Thêm ngò bà con ơi. Rồi hình tiếp tế, thêm ngò. Rồi cái nước sốt này của cô chú là siêu ngon luôn nha bà con. Đây quý vị các bạn đây, nước sốt này là hơi bị ngon đó. Mình chưa ăn mà mình còn biết ngon đó. Chắc lắm phải tự xử một ổ quá. Đây một ổ có ớt. Ổ này không ớt. Ôi tôi làm tôi đói quá, nói thiệt luôn. Tính thưa quý vị các bạn là nãy ra đi mà vội vàng quá quên ăn. Rồi đây quý vị các bạn ơi, rồi ok xong. Đây một ổ có ớt và một ổ không ớt. Không biết làm sao ấy luôn. Vậy đây quấn cái miếng khăn giấy vô là mình bị. Rồi, ổ này có ớt này, ổ này không ớt. Rồi. Có ớt là có cái miếng giấy, còn không ớt là không giấy. Rồi ok, thank you. Rồi 4 ổ không ớt rồi đúng không? 4 ổ không ớt. Rồi 4 ổ không ớt 40.000 nha con ơi. Dạ quý vị các bạn ơi, bao nhiêu người đang xem livestream vậy bà con ơi? 10.000 người, ôi trời. Quý vị các bạn đang xem là chương trình Tiếng Rao, ghi hình Tiếng Rao 4.0 tại Cần Thơ, tại đường Lê Lợi Cần Thơ nha. Quý vị các bạn nào chưa đến thì đến nhanh nha, đến ủng hộ cho cô Nguyên và chú Phúc nha. Cô chú Phúc Nguyên đang ngồi đó, hôm nay cô chú ngồi. Dạ, có cái quạt không lấy mà mình là... Không có. Ba ổ, đủ chưa? Rồi, ok, cảm ơn bạn nha. Nếu mà chất lượng nó kém quá con thông cảm cho con. Dạ, cảm ơn con, ok, hai ổ không ớt. Rồi, ok. Nếu chất lượng mà có kém quá thì bà con cô bác thông cảm giùm tại vì bán tinh thần là để ủng hộ cho cô chú nha. Chị mua 2 ổ không ớt gửi cô chú 30 về giải 50. Rồi rồi dạ cảm ơn chị. Chị gửi ông 50.000 rồi. Dạ cảm ơn chị nha. Ôi ôi dễ thương quá. Tức là mua có 40.000 trả cho 100.000 luôn hả? Dạ. Rồi cảm ơn chị nhiều nha. Rồi bà con đứng lên kia quá trời vậy. Rồi con, ok con, chào con. Rớt mất kiến của chú luôn rồi. Dạ, cảm ơn con nha. Ok. Đó, tức là ở đây, để coi hôm nay mình có bán ổ nào kỷ lục không. Đã có ổ 50.000 rồi đó. Mặc dù cô chú bán 10.000. Đúng không? Cô chú cười rồi đó. Chắc là cô chưa bao giờ bán ổ bánh mì 100.000 đúng không? Hôm nay con sẽ bán cho cô có ổ bánh mì 500.000 luôn. Không, thật ra anh đâu có gì đâu rung. Anh hơi rối thôi chứ không có rung. Hơi rối chứ không luôn. Một ổ đầy đủ có ớt. Anh gửi 100.000. Wow. Đó, đã có một ổ 100.000 rồi đó cô chú. Thấy không? Đó, một ổ đầy đủ có 100.000 rồi. Đây, thôi lấy cái ổ này đi, ổ 100.000 mình bán lẻ đây nè. Ưu tiên cho ổ 100.000 nè. Dạ, cảm ơn anh nha. Hai ổ không ớt. Dạ, hai ổ không ớt. 50.000 là một ổ 25.000 đó, thấy chưa? Đó, cô chú thấy con bán xuất sắc không? Wow. Ôi ơi. À, quý vị các bạn ơi, quý vị các bạn đang ở đâu? Chạy đến Cần Thơ, gần Mường Thanh, Cần Thơ dưới một cái gốc cây me. Cái này phải cây me, cây phượng mà mình nhìn thành cây me luôn, rồi hiểu rồi đó.
Dạ bây giờ đồng hồ thì thưa quý vị các bạn, đó mới có 7 giờ 25 phút thôi. Hồi nãy mình livestream hơi sớm 7 giờ cho nên mình chỉ còn có khoảng 15 phút nữa là mình phải kết thúc livestream nha bà con. Bà con nhanh chóng chia sẻ livestream để mọi người đến với mình nha. Bán 3 mổ hả? Rồi con ra đây bán phụ chú đi con. Rồi tốc độ nè. Cố lên, cố lên. Coi chừng hết bánh mì mà còn nguyên liệu á nha. Cái này nó hơi kỳ á. Rồi thôi cho Ngân Thảo vô bán thử đi cho biết. Rồi giờ chú đi ra đây chú chú ấy cho. Thấy một ổ nữa bé ơi. Rồi. Rồi ra đây cho chào nè, tôi chào hàng là coi như khí thế luôn nè. Dạ. Ô chào anh. Em mấy ổ vậy? Hai ổ. Đây hai ổ, đây hai ổ. Còn mấy ổ? Một ớt, một không ớt. Một ổ, một ớt, một không ớt. Rồi con cho chú 20 nha. Đúng rồi hả con? Rồi, cảm ơn con. Rồi. Hai ổ cái ớt. Hai ổ cái ớt. Rồi, ok. Rồi, cảm ơn con nha. Ok, con rồi, con cho chú 20 đi. Rồi, 20. Thối nhiêu con? Dạ, thối 80. Trời, thối 80, lẹ. Ok. Con chạy 7 cây đi, con mua cho chú. Con chạy 7 cây luôn hả? Trời ơi, đâu vậy? Đâu sao? Rồi tước cây răng mà chạy lên đây luôn hả con? Rồi ok cảm ơn con. Rồi 5 ổ có ớt không? 5 ổ không ớt, 3 ổ không? Rồi 5 ổ 2 ớt không? 3 không 2 có. Rồi ok em, 3 không 2 có. Nói vậy biết rồi đó. Rồi 3 không 2 có, 3 không 2 có. Rồi cảm ơn em trai. Dạ rồi cảm ơn anh. Chú ý là ra đây chụp hình chứ đâu phải bán hàng đâu. Rồi vô đây con, ok. Rối luôn, rối hình luôn. Rồi ok con, yeah. Rồi cảm ơn con, ok. Cảm ơn tụi con nha. Rồi vô đây, mua chưa? Xếp hàng. Dạ mới vô. Rồi, cô này xưa là giám đốc chi nhánh Cần Thơ của công ty của mình nè bà con. Đó, mua mấy chục ổ? Mua 2 ổ hả? Thôi, mua 2 ổ mà. Ồ, mua 2 ổ, hồi 400 ngàn nè. Qua đây chụp anh tấm hình lâu quá không chụp nha. Vậy là make up từ 7 giờ sáng. Rồi ok. Cô này tên Kim Ngân nha quý vị các bạn ơi. Ok. Dạ. 2 ổ 400 ngàn hả? Dạ. Rồi rồi, đây đây 2 ổ 400 ngàn này đã có cổ kỷ lục rồi, 1 ổ 200 ngàn. Thôi ớt ớt. Thưa quý vị các bạn, không quan trọng là 1 ổ bao nhiêu tiền nhưng mà mọi người đến đây là đã quý rồi, và hôm nay tới cho tới giờ phút này đã có 1 ổ 200 ngàn. Thưa quý vị các bạn, là đã có một mạnh thường quân chuyển khoảng 500 ngàn mà không có ổ nào hết trơn á. Vậy là còn kỷ lục hơn nữa. Rồi tiếp tiếp nè bà con nào mà mua bước lên cho mình có mấy nè. Ủa sao đây đứng đông quá không thấy ai mua hết trơn. Bây giờ sắp hết giờ livestream rồi nè, còn có quý vị các bạn ơi, còn có 5 phút nữa thôi đó. Chết rồi, sắp hết livestream là bao nhiêu người vậy, bao nhiêu người đang xem vậy? Rồi quý vị các bạn ơi, hôm nay 11.500 thôi, vậy là vui lắm rồi. Hôm nay hên quá trời thương mình không có bị mưa. Con mua mấy ổ con, bước vô, bước vô. 4 ổ, 4 ổ không ớt hả? 4 có. Rồi 4 có, con có nhanh lên. Rồi kế tiếp. Em 10 ổ. Rồi 10, 10 có ớt không? Dạ ớt hết. 4 có, 10 có, 14 có. Rồi cảm ơn con nhiều nha. Ok con. Thấy quen quá vậy? A Đại. A Đại hả? Trời ơi. Hủ tiếu A Đại rồi, rồi mua 1 ổ, hủ tiếu A Đại. 10 ổ, 10 ổ ớt, 10 ổ ớt. Kế tiếp, kế tiếp. 2 ổ có ớt hả? Rồi tiếp tục. Chú không biết luôn. Thấy chắc được sao 5-60 ổ vậy đó. Sắp hết giờ, sắp hết giờ rồi. Rồi cô chú buồn ngủ hả? Dạ. Ok. Nay chú vui không chú? Dạ nay. Dạ. Tôi không biết chừng nào tôi bán được như vậy. Chú nói tôi không biết chừng nào tôi bán được như vậy. Dạ thôi chạy lâu lâu con xuống làm bữa cho cô chú ha. Dạ phải. Chứ mấy bữa xuống ăn không à, chứ chưa có bán. Dạ. Coi đây nè, coi bên đây đếm. Hết cái này là hết luôn á hả? Hết bánh mì chưa? Từ cô chú bán một ngày chưa tới 20 ổ, có ngày bán có 50 ổ mà hôm nay mình bán 150 ổ. Hết rồi hả? Rồi ok. Thôi ráng hết phần này đi là được rồi. Ok. Dạ trời bắt tôi vào mệt quá, đang vui quá. Quý khán giả ơi, có ai ở Cần Thơ không? Chạy lẹ qua đi. Còn có mấy chục ổ bánh mì à. Rồi 10 ổ đây, đấy chuyển đi. Đây 10 ổ của Đại đúng không? Rồi đây.
Rồi, có chừng rách rách tiền. Rồi, ơi để thủ hủ tiếu Nam Giang A Đại đã đến ủng hộ chương trình này. Cảm ơn hủ tiếu rồi. Gửi thêm 100 ngàn cho bạn. Rồi, ok. Rồi, mua ủng hộ. Rồi, cảm ơn em nha. Rồi, ok rồi. A Đại 200 rồi, 202 con. Rồi, có ai chưa mua mì chưa? Lại đây đây, bà con hư. Chưa có hả? Rồi con vô đây. Con mua mấy ổ? 5 ổ. 5 ổ có ớt không? Ớt luôn. Rồi. 5 có, 5 có. Được được con. Ok trời, con người nghiệp mấy bán kẹo. Ôi trời, mấy đứa bán kẹo dễ thương vậy. Hai đứa. Rồi, cảm ơn tụi con nha. Đây con 5 ổ. 5 ổ có, 5 ổ có rồi, ok. 5 ổ có ớt. Rồi. Hai con 2 ổ có ớt không? 2 có ớt. Rồi, ok. Gì đây? Dạ có Mạnh Thường Quân gửi cho ông cụ bà cụ ạ. Nhưng mà ngại cho nên là dạ đây Mạnh Thường Quân gửi gửi biếu cô chú nè. Dạ. Đây gạo rồi ớt rồi muối rồi mà một thùng mì. Dạ xin cảm ơn, gửi lời cảm ơn Mạnh Thường Quân nào đã ủng hộ cho cô chú nha. Ở Cần Thơ dạ một Mạnh Thường Quân không tên để con để vào đây cho chú đi dễ. Đây chú. Con đợi nó nặng rồi, ok. Rồi, năm có. Thôi chắc ai chạy đi lấy thêm 5 chỗ ổn miệng đi, hôm nay mình phát cái lục đi 200 ổ đi. Rồi, anh ổng nói không có chỗ bán rồi. Không có, con sẽ bán được. Đấy, tại vì sao nè, còn nguyên liệu nè. Đó, vô đây thấy còn đống nguyên liệu nè bà con ơi. Quý vị các bạn ơi, thôi giờ ban tổ chức cho mình xin 5 phút nữa nha, 45 phút nha, để kêu gọi mọi người đến nha, bây giờ mình làm. Đáng lẽ là hết như đó rồi, đây còn như đây là gần 50 ổ. Rồi, quý vị các bạn ơi, tới ủng hộ dùm Coloman đi nha. Rồi bán tổ chức đi, chạy đi mua dùm 50 bánh mì đi, hay gọi anh kia mạnh yên ở đây đấy, thêm 50 ổ nữa cho chặn 200 luôn đi. Đúng rồi, anh này mua 3 ổ, 2 ổ 200 luôn. Ôi, Phước và 1 ổ 200 đô hả? Chú, phát kỷ lục 1 ổ 200 đô. Trời, gì ghê vậy? Phước Cần Thơ, Phước Cần Thơ, quý vị các bạn, kênh Phước Cần Thơ là một đứa em mà Coleman tình cờ gặp trên đường Thiên Lý. Bạn này đi làm từ thiện rất là nhiều luôn. Con mua mấy ổ? Con mua 3 ổ. 3 ổ, có ớt không ớt? Dạ không ớt. 3 không ớt, 30. Rồi chắc của Mạnh Thường Quân mua thôi chú. Ủa vậy hả? Rồi gửi con mua. Em được cái túi là chìm của chú á. Từ từ. Ồ, A Đại gửi thêm 1 triệu hả? Dạ đúng rồi. Cảm ơn Đại nha Đại. Rồi giờ Đại anh Hủ Tiếu Nam Giang A Đại gửi biếu thêm 1 triệu nữa. Còn con sao? Con nói sao? Cái một chị ở nước ngoài tên là Thị Trần. Rồi. Mua ổ bánh mì 200 đô. Rồi một chị bên Mỹ gửi mua ổ bánh mì là 500 ngàn đồng. Chị Bùng Xu với một chị nữa gửi mua chị Ánh Mai mua dạ. 500 ngàn đồng là rồi. Cộng là ở đây là nói chung con nói nhiều tiền quá chú choáng quá. Chú nói tiền bạc chú không có rành á. Tức là ổ 200 đô. Dạ. Một ổ mấy nữa? Một ổ 500 ngàn. Một ổ 5 ngàn và một ổ 500 ngàn nữa. Và một ổ 500 ngàn. Dạ. Xin gửi lời cảm ơn ba chị. Toàn là nữ không đúng không? Dạ nữ rồi. Dạ dạ cảm ơn các chị nha. Cảm ơn các chị ủng hộ cho Coleman và Phước Cần Thơ nha. À, Phước Cần Thơ đã mang đến để đóng góp cùng chương trình rồi. Dạ. Rồi. Con gửi tiền luôn là chú. 5 triệu, 5 triệu 6 thôi quý vị các bạn đây. Dạ. Bạn Phước Cần Thơ đã mang đến. Dạ, đi chú cùng đi luôn hả chú? Dạ con đi nha con. Dạ. Ok con. Đây cô chú. Dạ. 3 ổ bánh mì 5 triệu 6. Dạ dạ. Của Mạnh Thường Quân ở nước ngoài gửi về. Dạ. Có nước ngoài có trong nước luôn dạ. Dạ. Đó, cô tin con chúa. Trời ơi, của ít lòng nhiều bà con ơi. Coleman hay gẹo gẹo vậy thôi chứ ra thực tế đối với mình một ổ mua không cho thêm cái gì nữa cũng là rất là quý. Đối với mình là như vậy. Con, ra đây con mua cái gì? Ưu tiên cho con em bé trước nha. Con ủng hộ, nó ủng hộ cho ông bà nhưng mà chú cho nó chụp bơi hình. 1, 2, 3. 3. Dạ rồi. Hai. Con tên gì? Dạ con tên Như Huy Hoàng. Dương Huy Hoàng rồi, bé Dương Huy Hoàng đó gửi biếu gửi tặng cho cô chú 130 ngàn nha, quý vị bạn thân mến. Tới bánh mì hả con hé? Sao hết hả? Ai đi mua bánh mì vậy? Nhanh lên đi. Hai ổ có không? Lát những ổ bánh mì cuối cùng là một ổ 1 triệu đó mới bán nha. Rồi quý vị bạn nãy mình đưa cho cô chú 5 triệu 6 rồi. Còn cái lát mình tổng kết cái này để coi bữa bán bánh mì này mình sẽ gom được cho cô chú bao nhiêu tiền với 200 ổ bánh mì. Rồi hai ổ có ớt nè. Hai ổ có ớt rồi tới hai ổ không ớt. Lấy tiền chưa? Dạ lấy coi cô này rồi. Hai ổ 100 ngàn, hai có hai ổ 400 ngàn cũng có. Và ba ổ 500 5 triệu mấy cũng có đó quý vị các bạn thân mến. Thôi xin chào tạm biệt quý vị các bạn ở đây nha. Bây giờ là 8 giờ kém 15 rồi, 8 giờ rưỡi là mình phải dứt điểm để xem coi mình có bán hết hay không nha bà con. Mong quý vị các bạn tiếp tục ủng hộ và chia sẻ livestream này để đến với tất cả mọi người giúp cho Coleman bán hàng thiệt nhanh thiệt giỏi.
Rồi còn ai mua nữa không?